Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em, các bệnh nhân rất thân mến. Giờ đây chúng ta cùng nhau lắng nghe và chia sẻ tin mừng ngày thứ hai, mùng 4 tháng 3 năm 2024 sau Chủ nhật thứ ba mùa chay. Xin Chúa ban tràn đầy thánh thần xuống trên mỗi người chúng ta để chúng ta hiểu được lời Chúa dạy. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca khi đến Nazareth, Đức giê -xu nói với dân chúng trong hội đường rằng Tôi bảo thật các ông Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình Thật vậy tôi nói cho các ông hay Vào thời ông Elia Khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng Cả nước phải đói kém dữ dội Thiếu gì bà quá ở trong nước Israel Thế mà không thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sarepta miền Sidon. Cũng vậy vào thời ngôn sứ Elisa thiếu gì người phong hủi ở trong nước Israel nhưng không người nào được sạch mà chỉ có ông Naaman người xứ Syria thôi. Nghe vậy mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ, họ đứng dậy lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi, họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn chúng ta ôn lại lời Chúa Chúa Nhật thứ ba mùa chay, à, chúng ta cũng ôn lại à, ba Chúa Nhật luôn đi. Chúa Nhật thứ nhất mùa chay Đức Giêsu chịu ma quỷ cám dỗ và ngài đã chiến thắng. Vì thế khi chúng ta mà gặp ma quỷ cám dỗ đó thì chúng ta hãy đọc cái câu cầu nguyện tắt là Jesus Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn con. Giêsu Maria du xe con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn con. Đó là Chủ nhật thứ nhất mùa chay Đức Giêsu chịu ma quỷ cám dỗ. Rồi Chủ nhật thứ hai mùa chay Đức Giêsu biến hình. Đức Giêsu biến hình trên núi đi theo Chúa lắng nghe lời Chúa dạy thực thi lời Chúa dạy chúng ta cũng sẽ được biến đổi từng ngày từng ngày à, và chủ nhật thứ ba đó là Đức Giêsu tiến lên thành Jerusalem vào thành Jerusalem và thấy người ta buôn bán trong đền thờ và Đức Giêsu đã xua đuổi đem tất cả những thứ này ra khỏi nơi đây đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán đừng biến nhà tờ, thờ thành cái chợ đừng biến nhà thờ thành cái chợ nói đến cái chợ là nói đến buôn bán nói đến mặc cả nói đến của cải nói đến cãi nhau Đấy. chợ búa mà người ta bảo là dân chợ búa là cái dân mà đôi khi cũng giữ tợn cái vã nhau vân vân à đừng biến nhà thờ thành cái chợ đừng biến gia đình chúng ta thành cái chợ gia đình của chúng ta đã là nơi cầu nguyện là nơi yêu thương nhau à đừng để tâm hồn của chúng ta thành cái chợ nơi mà ma quỷ có thể biến thành là ẩu đả đấu đá nhau đừng biến cộng đoàn của chúng ta thành cái chợ đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán đó là tin mừng ngày chủ nhật thứ ba mùa chay chúng ta còn hai chủ nhật nữa rồi chúng ta đi vào tin mừng ngày thứ hai sau Chúa nhật thứ ba mùa chay khi đến nazareth nazareth là quê hương của chúa giêsu Nazareth là quê hương của Chúa Giêsu. Đức số nói với dân chúng trong hội đường rằng tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Không một ngôn sứ, ngôn sứ là người của Chúa, ngôn là lời, sứ là người. Người nói lời Chúa là người Người thay mặt Chúa nói lời của Chúa là ngôn sứ Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương của mình hay là ở một tin mừng khác thì Đức Giê-su nói là ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng là ở chính quê hương mình, tức là Đức Giê-su trở về quê Nazareth rồi ngày vào hội đường ngày giảng dạy. Thế thì đám đông dân chúng nghe Chúa giê giảng dạy thì thấy lời hay quá, lời của một đấng có uy quyền, không như là các kinh sư, rồi cũng được nghe biết Đức giê làm dấu lạ này dấu lạ kia ở nơi này nơi khác, nên là người ta rất là ngưỡng mộ. Và Thế nhưng cũng có những người thì lại cảm thấy là ông này là ai có xa lạ gì đâu. Ông này là hàng xóm với tôi chứ đâu. Ông này là con ông Du Xe, con bà Maria. Đấy. Anh chị em họ hàng gần nhà chúng tôi đấy chứ đâu. Và họ không tin Chúa. Nên là Chúa mới nói là ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng là ở chính quê hương mình. Thế thì ông bà nhà ta thì cũng hay nói là xa thơm gần thối. Ở xa thì có lẽ là cái điều này thì nó cũng mang cái ý nghĩa là ở xa chúng ta không biết nên là chúng ta dễ quý mến. Ở gần thì biết nhau rồi nên là chúng ta coi thường nhau. Nhưng mà ở câu tin mừng Đức Giêsu nói là ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng ở chính quê hương mình. Đó. Tức là người ta không biết rõ, người ta chỉ biết Đức Giêsu ở cái dáng vẻ là con người. Chứ họ không biết Đức Giêsu là con Thiên Chúa và đây cũng là một cái điều để cho chúng ta thấy đó dò sông dò biển dễ dò nha chúng ta không thể biết hết con người được đâu à, dĩ nhiên là cũng có một cái nghĩa tiêu cực đó là chúng ta không biết được lòng người nó nham hiểm như thế nào nhưng mà ở trong cái bối cảnh đức giêsu đây thế, thì chúng ta à, cũng phải khiêm tốn để nói rằng chúng ta không nhận biết rằng chúng ta không có hiểu hiểu được cái 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 phẩm giá của con người khi người ta được rửa tội là người ta là con thiên chúa rồi Thế nhưng mà tại sao chúng ta vẫn nói xấu người này nói xấu người kia Chúng ta cũng khinh người này ghét người nọ Là bởi vì chúng ta chưa nhận ra phẩm giá Nhận ra rằng Thiên Chúa đang ở trong lòng họ à, Thế thì à, những người kinh sư và phan Có một số người thì thấy là cứ tưởng là mình biết Ông này là con ông Du xe con bà Maria Cứ nhìn cái bề ngoài nên là cảm thấy thôi không có tin làm gì nazareth làm gì có cái người hay ông này cũng có được ăn được học gì đâu và họ đã vấp ngã vì chúa thế thì chúng ta cũng phải để ý nhá à, tất cả con người đã được sinh ra thì đều là con cái của chúa thì là đều mang cái phẩm giá của con cái chúa nên là chúng ta cũng không được phép uh, khinh rẻ ai cả à, rồi chúng ta cũng để hiểu một ai đó thì chúng ta cũng cần phải khiêm tốn để có thể đón lắng nghe người ta À, phải nghe người ta rồi thấy những việc người ta làm giống như là khi những người kinh sư pharisêu những người lãnh đạo cho thái người ta ghét đến kia su người ta kết án đến kia giêsu thì ông uh, uh, một cái ông uh, cũng có một cái ông uh, thượng hội đồng thì ông ta cũng có nói rằng là luật pháp chúng ta cũng đã lường trước được cái điều này đó là không cho phép chúng ta kết án ai khi chưa nghe người ta nói và chưa chứng kiến những việc người ta làm Chúa Giêsu cũng đã dạy chúng ta là đừng kết án, đừng xét đoán bởi vì chúng ta không biết được của người ta đâu. Thế thì ngôn sứ bị rẻ rúng ở quê hương là bởi vì người ta cứ nhìn cái bề ngoài rồi người ta kết án luôn. Thì chúng ta cũng hay như thế, chúng ta cũng hay như thế, chúng ta cứ nhìn cái dáng vẻ bên ngoài rồi chúng ta kết án, chúng ta chúng ta xét đoán luôn. Thế nhưng mà chúng ta phải biết rằng tất cả con người đều là được Thiên Chúa dựng nên đặc biệt là chúng ta là những người đã được rửa tội, được ghi dấu ấn của con cái thiên chúa nữa, thì chúng ta lại càng không được ghét người, bởi vì họ mang cái cái cái, cái, cái phẩm giá là con cái của chúa. Thế thì Đức Giêsu đã bị người ta khinh rẻ là bởi vì người ta cứ nhìn cái dáng vẻ bên ngoài. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay vào thời ông Elia Elia là ngôn sứ Elia đó. Khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bao quá ở trong nước Israel. Thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sarepta, biển Sidon. Tức là vào cái thời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng đó thì là tất cả mọi đều nghèo nghèo đói hết. Thì ông ngôn sứ Elia này cũng rất là nghèo thế thì trên đường đi chạy trốn bà hoàng hậu Gisebel đó thì là ấy, ông ta mới gặp cái bà quá thành Sarepta thì ông ta mới nói rằng là tôi đói quá thì bà này bà cũng nói là tôi cũng 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 rất là đói tôi chỉ còn có tí bột tôi làm tôi ăn rồi tôi chết thôi thì ngôn sứ Elia mới nói là bà làm cho tôi đi à, rồi hũ bột của bà sẽ không có bơi Thế thì bà cũng tin lời cái ông Elia này, bà cũng làm cho ông ta và quả nhiên là bà không có bị chết đói trong cái thời đó. Ha. Thế thì cái điều này cho chúng ta thấy rằng là ngôn sứ Elia được sai đến với bà quá thành Sarepta. Thế nhưng cái mặt còn lại là bà quá Sarepta này cũng là đón nhận ông ngôn sứ. Đấy, thì chúng ta cũng vậy thôi. Chúa thì lúc nào cũng sẵn sàng ban ơn cho chúng ta. Chúa thì lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe và dẫn dắt đường đời của chúng ta. Nhưng phần còn lại là mình cũng phải đón rước Chúa đấy chứ. Mình cũng phải đón rước Chúa. Thế nhưng trên thực tế thì còn thấy là ở ngoài giáo sứ nha. Ví dụ như tháng năm mà rước Đức Mẹ đi. Thì cũng có những gia đình cũng vì lý do này, vì lý do khác đâu có đón rước Đức Mẹ. Đấy là tượng Đức Mẹ đấy nhá, Một cái nếp đạo đức bình dân đó mà chúng ta cũng còn chưa đón nhận nhiều khi để uh, quý cha đến thăm gia đình người đó thôi thì thấy cũng phiền lắm cũng không muốn tiếp đó thế thì đấy chỉ là những cái hình ảnh của chúa những người đại diện của chúa là tượng ảnh của đức mẹ mà chúng ta không đón nhận thì chúa mẹ làm sao mà chúng ta có thể đón nhận được ha thế thì chúa Yêu sư mới nói là cái thời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng đó biết bao nhiêu cái bà quá israel là đói khổ mà tại sao ngôn sứ elia này chỉ được sai đến với bà quá thành sarapta À, thế thì câu này cũng phải được hiểu ngược lại là có lẽ ngôn sứ Elia cũng không không ngại đến các bà quá Israel nhưng mà bởi vì ông là người Israel ấy ông là cái người Israel người ta cũng biết rõ ông rồi nên là ấy, ông có đến ông xin người ta cũng chẳng cho người ta bảo là ông thì cứ nói voi nói vượn ông không lo làm ăn tôi cũng đói muốn chết đấy, đấy nên là bà quá thành Sarepta thì lại là, là một cái bà dân ngoại ấy, rồi bà cũng có cái tấm lòng bà đón rước nên bà đón rước cái ông Elia là ngôn sứ của Chúa nên là bà không bị đói thế thì cái này cũng chúng ta cũng có thể hiểu rộng ra rằng là để cho chúng ta có đầy đủ thức ăn thì chúng ta cứ chia sẻ cho người nghèo chúng ta cứ xác tín với nhau một điều chia sẻ cho người nghèo thì Chúa cũng lo cho chúng ta đầy đủ vì thế thì còn cũng động viên quý ông bà và anh chị em còn với ông bà và anh chị em. Nói thật sự thì mỗi tháng chúng ta có chia sẻ bác ái thì cũng không phải là hết gia tài đâu. Nó cũng chỉ là một phần của chúng ta thôi. Thế nhưng mà thôi thì như vậy thì cũng là tốt rồi nhé Chúng ta cũng làm vì tin rằng là chúng ta có cho đi thì Chúa mới cho lại như bà quá thành Sanepta Bà ấy đã sẵn sàng cho đi tức là bà này là bà có một cái nắm bột rồi bà cho hết đó. Bà có nhiều gạo là bà cho hết bà đã sẵn sàng cho hết rồi chúa cũng đã nuôi bà qua cơn đói kém thế thì đây cũng là một cái bài học lớn cho chúng ta ha cứ chia sẻ cho người nghèo rồi chúa cũng lo liệu cho chúng ta con thì con cũng có một chút cái niềm sắc tín đó thế thì là ừ, thôi thì nhiều khi thì ừ, cũng nghĩ là phải thế này thế khác nhưng mà thôi thì mình cứ lo cho người nghèo để thấy là chúa cũng lo lại cho mình à. Đấy. đó là câu chuyện uh, ngôn sứ Elian và bà quá thành Sarepta bà quá thành Sarepta đã sẵn sàng chia sẻ cái cái bánh cuối cùng cho ngôn sứ à, và chúa cũng đã gìn giữ bà ấy thoát khỏi cái 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 thời hạn hán thế thì tại sao là ngôn sứ Elia không đến với các bà quá thành người Israel bởi vì là ông ấy cùng làng với họ nên là người ta cũng đâu có chấp nhận ông thế thì là chúng ta cũng phải suy suy xét nha tại sao Chúa không đến với con thì chúng ta cũng phải xét lại là tại sao mình không đón rước Chúa tại sao chúa không đến với chúng con chúng ta cũng phải đặt lại vấn đề là có thể là chính tâm hồn chúng ta nó chúa muốn đến mà chúng ta không nhận không tiếp không muốn đón nhận chúa và và cụ thể là chúa mang hình ảnh của một người nghèo chúa mang hình ảnh của một ngôn sứ elia nghèo khó à, rồi cũng vậy vào thời ngôn sứ elisa thiếu gì người phong cùi ở trong nước Israel nhưng không người nào được sạch mà chỉ có ông naaman người sứ Siri thôi tức là ngôn sứ elisa ông cũng là người Israel thì nhiều người phong của Israel thì cũng khinh thường ông ấy cũng cũng chẳng coi ông là một ngôn sứ để cũng chẳng cầu xin ông ta còn ông tướng quân Naaman thì ông lại là một người dân ngoại thì ông lại tin đấy ông ngôn sứ uh, uh, Elisa nói ông Naaman là ông xuống dòng sông Jordan là ông tắm bảy lần đi thì ông sẽ được hết bệnh cùi thực sự thì ông cũng có nói rằng là nước sông ở quê hương ông còn trong sạch hơn nhưng mà đệ tử có nói với ông mà thôi thì thầy cứ nghe lời đi thầy cứ nghe lời đi thì ông nghe lời thế thì ngôn sứ elisa được sai đến giúp cho tướng quân na aman người dân ngoại câu hỏi được đặt ra là tại sao không ông elisa không chữa những người cùi israel đi thế thì câu trả lời là cũng có thể là những người cùi israel người ta không tin ông elisa bởi vì ấy ông cũng lại là người hàng xóm, người làng giống như chúa sư ngày hôm nay này, về giảng thì cái tôi ôi cái ông này còn ông Du xe còn bà Maria đấy. Người ta không tin. Người ta không tin nên người ta không tiếp Chúa, người ta không tiếp Chúa nên là người ta không có không có lắng nghe, không có thực thi được lời Chúa. Thế thì ngôn sứ Elia, ngôn sứ Elisa là những người Israel và cũng những người dân Israel cũng đã không tin họ và những người dân ngoại tin họ nên là họ được ơn À, nghe vậy mọi người trong hội đường thường đầy phẫn nộ họ đứng dậy lôi người ta khỏi thành thành này được xây trên núi họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực nhưng người băng qua giữa họ mà đi thế thì chính cái hành động đấy lại càng chứng tỏ là họ không chấp nhận được Giê-xu họ không chấp nhận được đức giêsu thế thì qua bài tin mừng ngày hôm nay để cho chúng ta thấy à, người của chúa có thể là người thân của mình chẳng phải ai xa lạ người của Chúa có thể là người thân của mình. Không phải ai xa lạ, bằng chứng là Đức Giêsu là con Thiên Chúa, là người thân, người làng với những người uh, uh, do Thái. Thế rồi cái ý thứ hai, chính những người mà gần gũi với chúng ta thì đôi khi chúng ta lại không nhận ra hình ảnh của Chúa nơi họ. Chính những người gần gũi với chúng ta đôi khi là trong để sống gia đình thì người ta vẫn nói đấy lúc mà yêu nhau đấy thì thế này thế khác thế này thế khác nhưng mà về nhau ở với nhau rồi thì thì, thì xem ra là biết nhau quá rồi nên là cuối cùng lại cũng coi thường nhau đấy. thế thì là chúng ta cũng phải lưu ý đôi khi chúng ta gần nhau quá thì chúng ta lại không nhận ra phẩm giá con thiên chúa của người anh em mình đó dĩ nhiên thì cái điều này không có nghĩa là thôi thì cứ phải xa nhau ra thế nhưng mà chúng ta cũng cần phải xác tín rằng là con Thiên Chúa có thể ở bên chúng ta là người thân của chúng ta và mỗi người chúng ta đặc biệt là khi lãnh nhận bí tích rửa tội thì chúng ta đều mang phẩm giá là con cái Thiên Chúa bởi vì Đức Giêsu đã chết để cho chúng ta được là con Thiên Chúa cơ mà chính vì thế mà chúng ta đừng kết án ai đừng xét đoán ai đừng nói xấu nhau khi chúng ta kết án khi chúng ta nói xấu tức là chúng ta không chấp nhận chấp nhận Chúa nơi người anh em của mình. Kính thưa Cộng đoàn, con xin được à, à, nhắc Cộng đoàn một chút xíu, tức là chúng ta đang ở trong tháng 3 là tháng kính thách cả du xe. Vì thế nếu có thể được thì ngày nào chúng ta cũng đọc một kinh thánh kính thánh cả du xe để xin Ngài à, trợ giúp, à, thương giúp cho chúng ta. À, rồi cái điều thứ hai là chúng ta vẫn à, duy trì các giờ kinh mân côi 9 giờ sáng, À, rồi 11h45 thì chúng ta có giờ khấn tuần cửu nhật à, Khấn xin ơn Chúa Thánh Thần, khấn Đức Mẹ, khấn Thánh Cả Nhu Xe Khấn uh, các Thánh Martino, các Thánh Tử Đạo và Cha Phan -cô Trương bửu Diệp Thì chúng ta có cái tuần giờ khấn nó có 15 phút thôi trước khi chúng ta ăn trưa 3 giờ chiều chúng ta có giờ khấn lòng thương xót và 7 giờ 30 tối thì chúng ta có giờ kinh mân côi thế thì hôm nào chúng ta bận thì thôi còn hôm nào chúng ta có thể được sắp xếp được thì chúng ta cùng nhau đọc kinh để tôn vinh thiên chúa để cùng nhau đọc kinh thì nó vẫn là tốt hơn để nài xin chúa qua lời truyền cầu của đức mẹ và các thánh ban nhiều ơn lành xuống trên chúng ta con xin cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn xin chúa chúc phúc lành cho tất cả chúng ta amen